gắn HBA tấn công có 100.000 mà mọi người chửi lên chửi xuống. Trời ơi, em mời mọi người vào gắn xem có gọi là dễ dàng hay không nha. Cái HBA dây này nó đang gắn là rất là dễ, nhưng mà còn cái HBA mà gọi là không dây, cái đó là nó còn phải làm tùm lum lum, cắt dây cắt giết từ lưa từ la hết trơn. Mà anh em coi mấy cái video trước mình đã đăng là mọi người biết rồi, nhưng là gắn không có dễ dàng đâu nha mọi người, phải tháo bung cái này ra đó. Nhiều người không biết tháo là sẽ bị chảy phục chắc chắn luôn. Những cái này là mình phải đưa cho những cái người thợ, người ta chuyên nghiệp, người ta làm với lại là kỹ, chứ không thể nào mình dám đưa cho một cái người mà chưa biết làm mà mò ra được, chắc chắn là nó sẽ bị chảy cây phục. Thế nhưng mấy cây phục ít tiền thì có thể là bỏ qua được, nhưng mà có những cái cây phục mình mấy cũ này á, người ta mua vô thì người ta cũng phải kỹ một chút xíu. Nhiều khi có thể khách hàng người ta sẽ không nhận thấy rằng bạn đã làm chảy, nhưng mà trong khi bạn làm thì chắc chắn là bạn đã làm chảy của khách hàng đó. Nói chung là làm cái gì cũng phải kỹ càng cho khách một chút xíu, thì lần sau khách người ta mới tin tưởng, mới là an tâm người ta làm á. Cái này là ô khăn HBA cho SH350i thì này, mình gắn mình gửi về tỉnh cho khách thôi. Đó, HBA thì mình có sẵn rồi, HBA dây nha. Cái này là bộ này là 5 củ. Nhiều khách hàng ví dụ như 10 mấy củ nhưng mà kêu là HBA khoảng 5 củ thì mọi người chạy mất dép, người ta có cái nào rẻ hơn không? Còn có những khách hàng người ta chỉ mua vài triệu thôi, nhưng mà người ta chơi cái HBA 5 triệu bằng cặp phụ luôn, nhưng người ta vẫn chịu nha. Đó là tùy theo cái suy nghĩ và tùy theo cái tầng chơi xe của mọi người như thế nào thôi ạ. Còn bản thân mình thì theo mình thì cái HBA này thì nhìn nó lạ với lại thôi, chứ còn nếu mà anh em mà muốn mua thì nên mua cái HBA nhỏ nhỏ cho nó nhìn nó gọn gọn hơn. Cái này thì nhìn nó hơi bự nhưng mà nó cũng đẹp ạ. Xin xì rất là đẹp nha. Cái HBA là CVC của Việt Nam mình làm thôi nha. Chuẩn lắm nha mọi người, rất là đẹp luôn á. Ok nha, hơn 2 củ một cái à. Anh em nào muốn mua thì nói mình.